Dạ, xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo. Và trước hình của quý vị các bạn, đây là những hình ảnh của con đường 3 tháng 10. Khu vực này là phía trước là cái cầu Dứa này, thuộc địa phận của xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang ngày nay. Ở trong video ngày hôm nay, em sẽ gửi đến cô chú anh chị và các bạn một số hình ảnh của Nha Trang vào buổi sáng. Và em sẽ đi qua khu vực của trung tâm cũng như là hướng đi qua chợ số mới vào sáng hôm nay nha quý vị. Thời tiết Nha Trang hôm nay có vẻ rất là nắng á. Bây giờ này tầm khoảng 8 giờ rưỡi sáng mà trời nắng kinh khủng. Nếu như mà không mặc áo khoác có vẻ như là muốn cháy da quý vị. Cái nắng nó rất là sáng. Cái nắng gọi là sáng chói luôn á. Bây giờ em đi hướng này là chính diện hướng đông luôn nè, cho nên là quý vị sẽ thấy là nó bị ngược ánh sáng, video nó sẽ không có được nét cho lắm nữa quý vị. Cái vị trí này là phía trước là cây cầu vượt Lộc Hiệp và nút giao thông Hồ Hội, rẽ bên tay trái là hướng đi vào khu đô thị Nguyễn Trung Trung. Đi thẳng trên cây cầu vượt này là sẽ đi xuống trung tâm của thành phố Nha Trang. Nhánh này là nhánh số 3 của cây cầu vượt này nè quý vị. Nhánh số 3 này thì cũng mới đi được có một bên, mấy bên kia thì cũng chưa có lưu thông được. Ngay vị trí này quý vị mà rẽ bên tay trái á, là đi qua hướng đi xuống tiếp xuống con đường 3 tháng 10, đi xuống Mã Vòng cũng là xuống trung tâm thành phố. Còn đi theo hướng này, cái nhánh này gọi là nhánh số 2. Nhánh số 2 này là đi ngang đi qua gọi là con đường Vành Đai 2 á, con đường bây giờ là đường Võ Văn Kiệt, là nó chạy dọc với sông Bến Thường rất đẹp vậy, và chạy dọc các khu đô thị như là khu đô thị gần nhất ở đoạn này là thuộc khu đô thị Lê Hồng Phong 2, hay gọi là khu đô thị Hà Quang 2. Rồi tiếp theo sẽ là khu đô thị VCN Phước Hải. Rồi hết VCN Phước Hải là khu đô thị Lê Hồng Phong 1, hay gọi là Hà Quang 1. Rồi xuống dưới nữa là khu đô thị Hoàn Long. Rồi hết khu đô thị Hoàn Long sẽ là khu đô thị Phước Long 1, rồi Phước Long 2. Rồi sẽ là khu đô thị An Bình Tân, là tới ngay vị trí của cầu Bình Tân quý vị. Di chuyển thẳng theo con đường này quý vị sẽ ra ngay chân cầu Bình Tân luôn. Một con đường chạy dọc với sông Quảng Trường rất đẹp. Sông Quảng Trường chạy như thế nào thì con đường này nó sẽ đi như thế. Một cái thành phố mà có một con đường ở trong trung tâm thành phố mà có một con sông chạy dọc với con đường thì quá là tuyệt vời quý vị. Khu vực này mà nếu như mà mai mốt mà trồng cây xanh rồi lên đó, mà nó đổ bóng mát rồi dọc hành lang đây rồi dọc với con sông này, nếu như mà được giữ một cách sạch sẽ không có bị ô nhiễm thì nó khá là tuyệt vời. Cũng như là những cái căn nhà chạy dọc cái trên con đường này có vị trí view rất là đẹp. Còn nếu khu vực đây mà không giữ được cho nó trong sạch mà nó ô nhiễm thì coi như là dân cư sống ở đây cũng rất là khổ sở luôn, và những người đi trên con đường này cũng sẽ rất là khổ sở. Nó trở nên đẹp hay không là do ý thức của chúng ta thôi. Bảo vệ con người sống, biết bảo vệ môi trường, gìn giữ môi trường. Cảm ơn đất mẹ đã ban tặng cho ta cái thiên nhiên này. Mình phải giữ gìn nó thì cuộc sống nó sẽ tốt đẹp. Còn mình không có giữ gìn, mình tàn phá hoại thiên nhiên thì tương lai sau này thì nó sẽ càng ngày ô nhiễm và con người cũng có thể khó mà sống trên cái trái đất này nữa. Vị trí này là cây cầu Quảng Trường, giao giữa con đường Võ Văn Kiệt với con đường Tố Hữu này.
đi thẳng tiếp trên con đường Võ Văn Kiệt để về xuống Bình Tân. Còn bây giờ em bởi vì rẽ qua con đường này, đó là con đường tối thượng. Có hướng này là chính diện hướng đông luôn các bạn, chói nắng mặt trời chói chang luôn á. Dọc đây là bên tay phải là những cái chung cư của khu đô thị Vincent Thượng Hải. Dọc đây là chung cư CT1, CT2, CT3 của Vincent Thượng Hải, cũng như là chạy tới đầu kia là chung cư CT1. Mấy anh cắt tỉa cây xanh đang chọn cây. Đoạn này là ngã tư của đường Thích Vạn Đức với Tố Hữu. Đi ngược lại trên con đường này qua bên kia của cây cầu Quảng Trường quý vị, là đi trên con đường đại lộ Quảng Nguyên Giáp. Họ đang cắt tỉa cây xanh quá trời luôn, bằng lăng tím. Đoạn này là gần với siêu thị Cấp Mát, cũng như là giao với con đường Lê Hồng Phong. Phía trước Lê Hồng Phong là con đường tỉnh lộ 4 vậy. Cái vị trí này thì rẽ bên tay phải là đi trên đường Lê Hồng Phong, hướng đi xuống là Bình Tân. Rẽ bên tay trái thì rẽ lên Mã Vòng. Và em đi qua đây là thuộc con đường Cao Bắc Quát. Phía trước đó là con đường Thoại Ngọc Hầu. Con đường này nó có một đoạn ngắn thôi, nhưng mà hai bên đường cũng kinh doanh buôn bán nhộn nhịp của mình. Đó, ở đây có các quán cà phê, đã uống cà phê quá trời luôn. Này thời tiết nóng rồi, các quán cà phê sẽ có nhiều người ngồi thường xuyên, đặc biệt là các quán nước rồi. Quán cà phê Ông Bầu. Ở chỗ này là cái ngã năm giao với con đường Tần Nhật Dục, Phù Đổng, Nguyễn Trãi, Cao Bắc Quát với con đường Nguyễn Thi. À, con đường Thi Sách đấy, gọi là ngã năm Phù Đổng. Này là con đường Phù Đổng, phía trước đó là Phù Đổng Thiên Vương. Khu vực này là xóm mới rồi, rất là nhiều những con đường ô bàn cờ giao với nhau. Anh qua đây là đường ngã tư nhiều lắm, nhưng mà nó không có đèn xe đèn đỏ, anh đi phải tự quan sát nha, nhường đường nhau đi. Và phía trước là ngã ba đường Phù Đổng với Ngô Gia Tự. Ngô Gia Tự thì phía trước nó là con đường Nguyễn Hoàng. Ngay góc này là cái chung cư Ngô Gia Tự, chung cư rất là cũ rồi. Thì đi trên con đường Ngô Gia Tự này sẽ xuống khu vực của chợ Sớm Mới, như là đi hết con đường này là ra giao lại với Lê Thánh Tôn, ra ngay vị trí của vòng xoay ngã 7. Này có nhà Bình Minh, bánh ướt, bánh đập, bánh cuốn.
cán Nguyên Loan, nằm gần góc ngôi tự Hồng Bàng. Quán đó cũng đông người ăn, khách du lịch rồi họ cũng ghé quán đó ăn nhiều lắm. Quán chả cá Nguyên Loan rồi quán bún bò 100 ngôi gia tự nữa, là những cái quán mà khách du lịch thường hay ăn. Đường này nó là con đường một chiều gần chợ cho nên là buôn bán kinh doanh rất là nhộn nhịp. Đây, ngay chỗ này là quán, quý vị nào mà đi du lịch Nha Trang muốn ăn quán bún bò Huế 100 nằm ngay số vị trí 100 ngôi tự luôn. Quán này cũng đông khách buổi chiều, nằm rất là gần với chợ Xóm Mới, ngay ngã tư, gần ngã tư Võ Trứ với ngôi gia tự luôn, khu vực của chợ Xóm Mới nè. Đây là những hình ảnh của con đường Võ Trứ. Con đường này lúc trước nó là con đường Nguyễn Trãi, dọc đây với mé bên đây của đường Võ Trứ là bán pho. Chợ Xóm Mới vào buổi sáng, pho rồi rau củ quả nè. Chợ Xóm Mới này nó được bao bọc và xung quanh bốn con đường quý vị, rất là đẹp. Đường Võ Trứ em đang đi, rồi đường Trần Nguyên Hãn, đường Huỳnh Thúc Kháng và con đường chính đó là con đường Ngô Gia Tự, là cũng là cái cổng chính luôn của chợ Xóm Mới. Ở dọc đoạn này là hải sản, khu vực này bán hải sản trên con đường Võ Trứ hai bên đường. Khách du lịch như em thấy khách Hàn Quốc, Trung Quốc rồi á, họ cũng đi hay đi chợ Xóm Mới này lắm. Chỗ kia hải sản Hà 69 sao thấy đông người mua quá trời luôn. Có thịt gà, thịt vịt, heo, hải sản, cá, rau, củ quả đầy đủ, bán ở hai bên con đường bên trong. Trước là người ta họ bán tràn ra ngoài đường rồi, vỉa hè đồ luôn, không cho đây, không cho bán nữa, nên phải dời vào bên trong mặt bằng ở trong nhà bán hết. Cái này có món bánh cuốn Tí Phong. Và ra góc này là đường Võ Trứ, Ngô Thời Nhiệm và con đường Tô Hiến Thành. Này của đường Nguyễn Thành di chuyển thẳng là vì sẽ ra giao lại với con đường Nguyễn Thị Minh Khai, ra ngay góc ngã ba Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Thị Minh Thành. Đoạn này cũng có một cái khách sạn ở, rất là đông khách du lịch ở nè. Khách sạn này là gọi là khách sạn Limo, Limo Hotel, nó tiêu chuẩn 4 sao thì cũng rất là đẹp. Nó nằm trên con đường Tô Hiến Thành, số 33A của đường Tô Hiến Thành nữa vậy, nằm rất là gần với ngay góc của ngã tư đường Bạch Đằng với con đường Tô Hiến Thành. Cô chú anh chị bạn nào muốn đi du lịch ở khách sạn tầm 4 sao mà ở trên đường Tô Hiến Thành thì có thể ở khách sạn này Limo. Khách sạn này em thấy du khách ở cũng nhiều lắm á, nhìn cũng đẹp vậy, sang trọng 4 sao. Ở đây cũng gần với trung tâm thành phố nữa, đi dạo thoải mái, đi bộ cũng được luôn, không cần phải đi xe đâu. Rồi thôi, em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã xem video nhé. Em xin mến chào cô chú chị và các bạn.